Quân đội Nga đã giành được Urozhene và đang dọn dẹp cũng như là gỡ mìn nơi này, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Urozhene nằm ở phía nam khu vực Donetsk, giáp với Zaporizhia. Từ lâu, nó đã là nơi diễn ra những cuộc giao tranh dữ dội cùng với làng Staromayoske gần đó. Ukraine đã giành lại Urozhene và Staromayoske vào mùa hè năm 2023 như một phần của cuộc phản công. Kiev cho biết chiến dịch này khởi động muộn hơn so với dự tính và việc vận chuyển vũ khí cho quân đội bị trì hoãn, tức là Nga có thời gian để chuẩn bị cho phòng thủ cũng như là cài mìn dày đặc. Trung tá Naza Volosin, người phát ngôn nhóm tác chiến Kotizia của Ukraine hoạt động ở phía đông nhận định các lực lượng của Kiev đang tạm chưa đưa ra bình luận chính thức về tình hình quanh Udozane, nơi những cuộc giao tranh thực sự đang diễn ra ác liệt. Ông Volosin nói tình hình rất khó khăn, đồng thời cho biết các cuộc tấn công của Nga đã tăng cường ở khu vực này trong những ngày gần đây. Ukraine cho biết sáng ngày 14 tháng 7 rằng Nga đã tiến hành 18 cuộc tấn công trong ngày qua trên tiền tuyến, trong đó có khu vực Urozane, song không nói gì về việc quân đội nước này đã rút khỏi ngôi làng trên hay chưa. Dipset, một bờ lớp quân sự có liên hệ với quân đội Ukraine cho biết các lực lượng của Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào khu vực phía bắc của ngôi làng. Đối phương có lực lượng rất đáng kể trong một bài đăng tải sau đó, Deepset thông báo các lực lượng của nga đã giành được Urozhaine. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington cho biết các đoạn video vào cuối tuần trước cho thấy quân đội nga đã tiến vào phía bắc của ngôi làng. Theo hãng thông tấn TASS đưa tin, hôm 12 tháng 7, quân đội Ukraine đã rút khỏi các vị trí ở trung tâm Urozhaine. Nga đang đạt được một số thành quả dọc hàng trăm km tiền tuyến, gia tăng sức ép lên mặt trận phía đông Ukraine, trong khi tiếp tục tấn công vào khu vực phía đông bắc. Hồi đầu tháng 5, Nga đã tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kharkov của Ukraine, chiếm được các khu vực biên giới và tiến về phía bắc thành phố lớn thứ hai của nước này. Kiev cảnh báo, Moscow đang hy vọng kéo căng các nguồn lực của Ukraine ở phía đông và liên tục ghi nhận các cuộc tấn công tăng cường vào Donetsk. Các nhà phân tích phương Tây cho biết các lực lượng của Ukraine đã xoay sở để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga quanh phía bắc thành phố Kharkov và tiến công quanh thành phố Kupyansk, cũng như là phía tây bắc Svatov. Các lực lượng của Nga đang tiến gần thành phố Torres thuộc Donetsk và tây bắc Avdivka, ISVK cho hay vào ngày 14 tháng 7. Theo Sputnik, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirillo Budanov hôm 13 tháng 7 tiết lộ các cơ quan mật vụ của nước này đã cố gắng ám sát Tổng thống Putin nhưng không thành công. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakharova viết trên kênh Telegram ngày 14 tháng 7, Hôm qua, ông Budanov, một trong các quan chức lãnh đạo của Kiev, đã thừa nhận việc tình báo Ukraine đang âm mưu ám sát Tổng thống Nga. Vụ ám sát này một lần nữa được chuẩn bị bằng tiền của Mỹ, nếu không có tiền tài trợ, sẽ không có hoạt động độc hại nào của tình báo, các lực lượng vũ trang Ukraine và chính quyền Kiev nói chung. Bà Zakharova cho rằng Washington nên sử dụng số tiền cung cấp cho Kiev để tài trợ cho cảnh sát và các cơ quan hành pháp khác ở Mỹ. Giới chức Mỹ và Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận trước các phát biểu trên của phía Nga. Các nước phương Tây đã tăng cường viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Điện Kremlin cảnh báo Mỹ và các nước đồng minh không nên tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev, với lý do việc đó sẽ khiến xung đột leo thang hơn nữa. Moscow cũng khuyến cáo bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Nga. Vunik, trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công xảy ra ở hữu ngạn sông Dnep dọc theo khu vực tiền tuyến Kherson, miền nam Ukraine. Theo nhà chức trách Nga, nhờ những nỗ lực phối hợp giữa các binh sĩ vận hành UAV tấn công và trinh sát của lực lượng lính dù Nga thuộc nhóm chiến đấu Dnep, họ đã vô hiệu hóa thành công cơ sở hạ tầng giao thông và chuỗi hậu cần của một đơn vị quân đội Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài gần hai năm rưỡi qua cả nga và ukraine đều sử dụng rộng rãi các loại uav cho nhiều mục đích từ giám sát do so thám đến tập kích đối phương tổng thống và các quan chức ukraine đặt ra mục tiêu sẽ sản xuất một triệu uav trong năm nay quốc gia này hiện có hàng chục công ty phát triển và sản xuất các mẫu khí tài không người lái khác nhau để quản lý kho vũ khí này kiev mới đây đã thành lập một nhánh mới trong lực lượng vũ trang được gọi là lực lượng chuyên trách hệ thống không người lái Nga đáp trả bằng cách mở rộng việc sản xuất UAV trong nước, chẳng hạn như là mẫu UAV trinh sát Orion 10, UAV cảm tử Lancet. Tờ Diawen của Đức thống kê, Nga đang chế tạo 30 UAV một ngày. Như vậy, tính đến cuối năm nay, tổng số UAV xuất xưởng của xứ sở Bạch Dương sẽ lên đến 11.000 chiếc. Hãng thông tấn TASS hồi tháng 1 đưa tin Moscow có kế hoạch sản xuất hơn 32.000 UAV mỗi năm vào năm 2030, trong đó các nhà sản xuất nội địa chiếm 70% thị trường. Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 7 cho biết, lưu lượng đổ bộ Đường không thuộc nhóm chiến đấu Dnep của Nga đã sử dụng UAV Lancet để phá hủy trạm tác chiến điện tử Evk của Ukraina ở hữu ngạn sông Dnep thuộc vùng Kherson. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, trinh sát trên không sử dụng máy bay không người lái Zala và đã phát hiện một vật thể phát ra sóng vô tuyến mạnh ở bờ phải của sông Dnipro theo hướng Kherson. Sau khi tính toán và thu nhập thêm thông tin, xác nhận đó là chạm tác chiến điện tử của đối phương, đội vận hành máy bay không người lái đã điều UAV Lancet tiếp cận và tấn công mục tiêu. Trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt, các đơn vị UAV của nhóm tác chiến Donetsk đã tích cực sử dụng UAV Lancet để phá hủy các thiết bị chiến đấu của đối phương ở hữu ngạn sông Donetsk lực lượng đầu bộ đường không đã thực hiện các chuyến bay ở độ sâu chiến thuật để xác định mục tiêu, điều chỉnh hỏa lực của các loại vũ khí và quay video về quá trình phá hủy thiết bị của đối phương. Lancet là một trong những UAV lợi hại nhất của Nga, được chế tạo để tấn công hiệu quả các mục tiêu của đối phương nằm cách vài chục km. UAV trinh sát Ukraine tránh được tên lửa phòng không từ tổ hợp TOR của Nga, sau đó chỉ điểm mục tiêu để pháo vào lực khi tập kích. Bộ Quốc phòng Ukraine vào ngày 12 tháng 7 đăng video cho thấy máy bay không người lái UAV trinh sát của Trung đoàn 14 theo dõi một tổ hợp phòng không TOR được Nga triển khai ở khu vực chống chảy. Phát hiện UAV Ukraine, hệ thống TOR khai hỏa tên lửa, song quả đạn bay trượt mục tiêu. UAV này ngay lập tức chuyển tọa độ cho pháo binh Ukraine để tập kích tổ hợp TOR. Quả đạn thứ hai phát nổ ngay sát hệ thống phòng không Nga. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết tổ hợp TRR của Nga cố bán hạ UAV của chúng tôi, song thất bại và bị pháo hủy MASS phá hủy, nhưng không công bố hình ảnh thiệt hại của đối phương sau vụ tập kích. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Vừa qua, SF thông tin quân đội Nga đã tấn công phá hủy radar IMHR ở hướng Kharkov bằng máy bay không người lái cảm từ Lancet. Radar phòng không IMHR do Israel sản xuất là loại khí tài hiếm trong biên chế Ukraine. Đoạn video về cuộc tấn công được công khai trên truyền thông cho thấy Dada IMHR phải nhận đòn tấn công trực diện từ máy bay không người lái cảm tử Lancet của Nga ngay sau khi được triển khai trong một khu rừng. Vụ nổ sau đòn tấn công của Lancet khiến Dada bốc cháy. IMHR được Dada Electronics Industry của Israel phát triển, có khả năng theo dõi nhiều loại mục tiêu trong môi trường bị cây nhiễu. Hệ thống này có thể hoạt động như một phần của hệ thống phòng không tầm ngắn, chống máy bay không người lái, hoặc hoạt động như một radar phản tên lửa, pháo binh. Hệ thống này có phạm vi phát hiện tối đa lên tới 100 km, nhưng điều đó chỉ dành cho máy bay vận tải lớn. Nó có thể phát hiện máy bay chiến đấu từ khoảng cách 65 km và máy bay không người lái cỡ chung từ khoảng cách 45 km. Đối với các loại đạn như tên lửa, pháo và súng cối, phạm vi phát hiện từ 10 tới 14 km.